Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Ở mùa giải năm nay, việc game thủ đạt danh thách đấu trong tốc chiến không phải là câu chuyện gì quá lạ lẫm. Bởi lẽ server Đông Nam Á không chỉ riêng người chơi Việt Nam, mà còn là sân chơi của các thị trường khác, vốn dĩ cũng khá mạnh của dòng game MOBA di động như Thái Lan hay Philippines. Tuy nhiên, không phải là trường hợp nào đạt danh thách đấu cũng khiến cho cộng đồng tâm phục khẩu phục vẫn còn đâu đó sự xuất hiện của một số đối tượng khả nghi. Mới đây, một fanpage liên minh, tốc chiến của cộng đồng người chơi Philippines đã phải thốt lên đầy bất ngờ khi một người chơi đã xuất sắc đạt gian thách đấu với tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối. Cụ thể, người chơi này đã đạt tỷ lệ thắng 99% trong 104 trận sử dụng vị tướng Lulu và đạt gian thách đấu. Tất nhiên, không phải là chặng đường leo gian thách đấu của người chơi này chỉ sử dụng một vị tướng duy nhất, tuy nhiên thì con số 99% cũng làm cho cộng đồng game thủ Philippines nói riêng cũng như các thị trường Đông Nam Á nói chung phải đặt ra sự nghi vấn. Đặc biệt khi nhìn lên tên của người chơi này, có thể là game thủ Trung Quốc hoặc Đài Loan nhưng lại chơi tại cùng máy chủ Đông Nam Á, điều này ngay lập tức khiến cho người chơi tại khu vực này dấy lên sự nghi ngờ, bởi lẽ không phải là không có trường hợp game thủ Trung Quốc sử dụng hack trong tốt chiến. Cách đây không lâu, một game thủ Việt đã lên tiếng về nghi vấn có hát lát trong tựa game này bạn Erin người Trung Quốc này đánh khá dở. Nói chung là không hiểu cách nào mà cậu là Bạch Kim 1.2, nhưng rõ một điều là khi tim đánh thì cậu cứ làm cái gì ấy. Pham không pham cứ xà quần và tim đang thua gần như bể 2 mega rồi. Khi mình quá bực và thốt lên u xeo ác. Điều thần kỳ xảy ra, cứ vào công bác sau toàn tim mình xả skill tim địch thì như 200-300 pin và cứ đứng im cho đánh. Xong đẩy một đường win luôn. Tim bạn thì trác ôn chửi về đức âm lát duyên, trong khi nguyên game trả bị gì, game thủ này lên tiếng về nghi vấn hắc lát trong liên minh, tốc chiến. Vì vậy, người chơi tốc chiến tại cụm máy chủ Đông Na, em mờ á nghi vấn về trường hợp này cũng không phải là không có lý. Tuy nhiên thì sự thật đằng sau như thế nào có lẽ chỉ có người chơi này biết mà thôi. Còn nếu quả thật thành tích này là sự thật, thì đây thực sự là một game thủ kinh khủng khi cầm trong tay Lulu.